Chào em, bài thứ hai trong cái bài tập về mảng trong Python, cô sẽ hướng dẫn các em làm cái bài viết chương trình tính tổng bình phương của các số âm trong một mảng gồm n phần tử của số thực. Và cái bài này các em có thể thay đổi thành tổng phần tử số dương, rồi là các số chia hết cho một số nào đó, số chẵn, số lẻ, rồi có thể đưa lại thành những số Fibonacci, số nguyên tố, số chính phương hay số hoàn thiện. Mình có thể nâng nâng cấp cái bài nó lên theo cái kiểu như vậy. Thì bây giờ với cái bài này thì ta sẽ có cái code như sau, đơn giản thôi. Cái code của nó thì gồm có, đầu tiên là ta nhập n là số phần tử của mảng này, sau đó ta có một cái biến a, khai báo một cái biến a có kiểu mảng, rồi sau đó mình sẽ cho một cái vòng lặp y, rồi mình nhập cái giá trị số thực, sau đó mình append vào cho cái mảng A đó. Tiếp theo, bây giờ đi tìm tổng bình phương thì mình sẽ có một cái biến khởi tạo cho một cái biến tổng có giá trị bằng 0. Sau đó cho một cái vòng lặp y, nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1. Và nếu có một cái cấu trúc điều khiển, nếu nếu như AI mà nhỏ hơn 0 thì mình sẽ tìm s sẽ bằng s cộng với bình phương của cái số đó. Và sau đó mình sẽ in ra cái tổng S này. Bây giờ ta sẽ việc ấn F5 để chạy. Ví dụ như ta nhập N bằng 10. Giá trị thì nó sẽ tìm tổng được, nó sẽ bằng 2 bình phương cộng 49 bình phương cộng 4 bình phương và cộng 12 cộng âm 12 bình phương, thì nó ra cái tổng cuối cùng là bằng 2189 đây. Đây, như vậy là cái bài này ta đã giải quyết xong. Đó. Vậy là với cái bài mà tổng bình phương các số âm trong mảng, code nó chỉ đơn giản có mấy dòng như thế này thôi. Vậy các em theo dõi và thực hiện, sau đó mở rộng nó lên thành là tìm tổng các số bình phương của các số dương, hoặc có thể là lập phương, rồi tổng, rồi hiệu, lên làm đủ những cái kiểu như thế. Nó chỉ thay đổi có một chút xíu trong cái cấu trúc if này là xong thôi. Chào các em nhé.